Sau 4 ngày thi công khẩn trương đến nay, bệnh viện dã chiến với quy mô 700 giường bệnh và có thể nâng lên 1.000 giường tại cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng. Vâng, và trong ngày hôm nay thì các hạng mục hoàn thiện như là đấu nối điện nước cũng đã hoàn tất để có thể lắp đặt các thiết bị y tế cần thiết sớm đưa vào vận hành trong vài ngày tới. Bên ngoài bệnh viện dã chiến Đà Nẵng sáng nay, hai phần việc quan trọng nhất là tăng cường thêm hệ thống cấp điện và nước sạch đang được khẩn trương hoàn tất. Những ngày vừa qua, ngành nước và ngành điện tại Đà Nẵng đã thiết lập thêm các hệ thống dự phòng, nâng công suất lên gấp 3 lần lúc bình thường để đảm bảo phục vụ cho bệnh viện dã chiến. Triển khai các phương án nguồn cấp nước với lưu lượng và áp lực và đảm bảo để phục vụ cấp nước an toàn cho 2.000 bệnh nhân và cho đội ngũ y bác sĩ. Phía bên trong bệnh viện dã chiến, khu vực phòng bệnh đã cơ bản hoàn thành. Khu bệnh viện được chia thành các khu vực với hệ thống buồng bệnh sát nhau, mỗi buồng có 2 giường cùng các thiết bị cần thiết đã được lắp đặt xong. Theo Bộ Y tế, ngoài hệ thống giường bệnh, tùy theo diễn biến dịch bệnh sẽ tiến hành lắp đặt các hệ thống thiết bị, đảm bảo nơi đây có thể thu dung và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 với thiết bị y tế như các bệnh viện chuyên môn khác. Bệnh viện dã chiến tại cung thể thao Tiên Sơn của Đà Nẵng, đây là một cái quyết định tôi nghĩ là hết sức là kịp thời và sáng suốt của lãnh đạo thành phố. Việc quan trọng nhất đó là chúng ta phải hướng đến mục tiêu là đảm bảo an toàn cho người bệnh. Trong đó thì có quy trình tiếp nhận, quy trình xử lý và thu dung điều trị. Thứ hai nữa đó là bố trí phân luồng một cách hợp lý nhất để tạo điều kiện đảm bảo về môi trường y tế an toàn. Dự kiến, một phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng sẽ là giám đốc và phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai được phân công làm phó giám đốc chuyên môn của Bệnh viện dã chiến. Bệnh viện này cũng được thiết kế các luồng vào, đường ra, khu điều trị, khu lấy mẫu, khu xét nghiệm, điều kiện thông gió, không khí, ánh sáng và thu gom rác thải theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo đây là công trình Bệnh viện dã chiến hiện đại. Sau khi hoàn tất toàn bộ cái việc thi công cũng như là lắp đặt cái thiết bị gồm điện và giường bệnh cũng như là các cái vật dụng cần thiết thì bệnh viện dã chiến tại cung Tiên Sơn của Đà Nẵng sẽ được Bộ Y tế tiến hành thẩm định trước khi đưa vào vận hành. Việc thẩm định này cũng sẽ dự kiến là diễn ra trong vòng tuần này để ngay từ đầu tuần sau thì bệnh viện dã chiến của Đà Nẵng có thể tiếp nhận bệnh nhân tham gia vào việc phòng chống dịch COVID-19.